Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay ông xã Alan chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị để mình chiết những cái cây trong vườn của mình, tất cả các loại cây mà trồng trong chậu nha cô chú. Cây ăn trái thì cái thuận tiện cho mùa này là mình chiết cây rất là tốt để cây mau ra rễ nha cô chú anh chị. Thì đây là cây seri ông xã Alan chiết nè. Sẽ là đẻ xuống không cô chú anh chị, mình chừa lại cái da của nó đó. Để xong rồi tha thuốc kích thích dễ vô. Cái loại sa di là phải chiết cái gì? Cái thân gỗ nó khó ra dễ lắm. Chiếc cái kia nó nằm cho chơi nó không ra. Đó, cô chú anh chị lấy cái chai nước uống, mình cắt cái phân nửa của cái chai ở dưới đít đó, rồi để đất vô nha, để đất potting powder vô trong cái chai nhựa, rồi mình sẽ trồng lại trên chỗ mà mình cắt để mình chiết nhánh đó nha cô chú. Mình lấy đất mình nhét thêm cho đầy cái hũ nhựa. Rồi cô chú anh chị lấy cái mũ ráp đồ ăn á, mình ráp lại ở bên dưới. Kẽm lại nha cô chú anh chị. Bầu nhánh seri người ta bầu lên thì mình bầu chổng ngược xuống. Trước khi chiết coi mình chiết ngang đâu, mình thấy cái tàn lấy đây ngang đây, ngang đây cho xuống, rồi nữa đây nó mọc ra dừa.
mình chụp vô rồi đó cô chú anh chị ơi. Mình nhét nắp vô cho nó đầy lên nha. Xã Hà Lành ráp cái mũ từ bên dưới trùm lên tới trên đầu của cái da nhựa luôn. Buộc ở mấy bên dưới đó cho cái đất nó không có bị rớt ra. À, ông xã Helen sẽ chiết cái cây cốc nha cô chú anh chị. Thì nhờ nó có những cái nhánh đó là mình chiết. Bây giờ trước tiên là cô chú anh chị khắc cái hai cái vòng tròn. Rồi mình cắt cái vỏ bên ngoài của nó nha cô chú anh chị. Mình cắt theo vòng tròn của nhánh gốc nha cô chú anh chị. Đây mình đã cắt vuông dứt của cái nhánh gốc rồi nè. Ok nha cô chú anh chị. Cái bột cho nó ra rễ đó nha cô chú. Thì đợt trước mình có chia sẻ rồi là cái loại này ra rễ cũng rất là nhanh luôn. Thay vô cái nhánh cốc mình cắt cho chỗ này mình bầu. Giờ ông xã mình sẽ lấy cái đất. Cô chú anh chị mình lấy cái đất hơi nhiều nhiều chút tại vì cái nhánh cốc này nó rất là bự, nó đã lớn rồi. Đây ông xã mình sẽ ốp vô. Thì cốc cũng chiết được nữa nha cô chú anh chị. Cái gốc của hai lần rất là lớn. Đó, xong rồi đó mình quấn cái bầu đất lại. Ráp cái mũ lại nha cô chú anh chị. Rồi cái bàn tay của ông xã là mình làm riết mà quá trời luôn. Đây nha cô chú anh chị và các bạn. Mình dùng cái dây chì nè. Cái dây chì này rất là dễ để mình buộc. Đó, mình sẽ lên quấn lại. Thì Helen chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị là cái dây chì này nè, mình mua dễ làm lắm.
nó mềm mại mà nó dễ quấn nữa. Thì ông xã Helen chia sẻ là mua ở tiệm một đồng như cô chú anh chị, ta là tri á, là cái gì cũng một đồng hết. Cái cuộn này là rất là tiện lợi cho mình buộc làm vàng hoặc bầu nhánh đồ nó cũng dễ nữa. Đó, mình siết chặt lại nha cô chú anh chị. Đây nha cô chú anh chị và các bạn, sau khi mình bầu cái bầu xong rồi, mình quấn kẽm xong rồi nè, mình mũ nè, rồi thì ông xã hay là sẽ lấy giấy bạc. Đó, mình lấy giấy bạc mình bọc lại nha cô chú anh chị và các bạn. Đặng cho nó không có ánh sáng mặt trời dội vô cái bầu của mình, để cho nó mau ra rễ nha cô chú. Rồi bên trong nó giữ ẩm nước nữa, nó không khô, nó không có bị khô nha cô chú. Đây một cây cốc này là chia sẻ cho cô chú anh chị rồi nè. Mình sẽ là bầu được 4 nhánh rồi, cái gốc nó rất là to nha cô chú nè. Nó vẫn còn trái luôn nè, nó ra tược non nè nha cô chú anh chị, trái vẫn còn luôn. Nó muốn chín rồi, mà hai lần ăn không có được. Tại vì cái bộ tử hai lần đau quá cho nên ăn không được rồi nè. Đây, mình tới cây khác nha cô chú anh chị. Tới mùa hè là hai lần hay đổ bánh xèo, rồi hái lá cốc á, mình ăn. Ăn nó rất là ngon, nó chua chua. Xong rồi mình thay cái rút tình powder nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không, mình ốp vô trong cái nhánh cốc nha cô chú. Quấn đất nhiều á, tại vì cái nhánh cốc nó rất là bự. Rồi bây giờ mình sẽ buộc dây lại nha. Đó, mình mà siết chặt lại nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, bây giờ thì cái bầu của mình đã xong rồi. Thì hai lần chia sẻ cho cô chú anh chị là nó, cây cốc nó lâu năm á, nó rất là mạnh, nó không có mùa lạnh á, mình sưởi ấm nó ok thì nó không có chết nha cô chú anh chị. Nó cũng rất là tốt lắm. Đây nó đang ra tược non rất là nhiều luôn nè. Đây cô chú anh chị thấy không, cái mùa rồi mà tới nay mà cốc hai lần cũng vẫn còn nè, nó còn toàn ten nè, nó muốn chín rồi. Thì cô chú anh chị nhớ nha, mình chiếc nhánh thì mình nhớ để ngày tháng nha cô chú anh chị, rồi mình dán lên cái cây á cho mình biết là bao nhiêu ngày nó ra rễ. Mà cô chú anh chị nhớ mình để ra rễ ra nhiều, thật là nhiều, nó mới mạnh cái nhánh cốc của mình. Còn rễ non quá thì cô chú anh chị cắt á, sớm quá thì nó lâu phát triển lắm nha cô chú anh chị. Đó thì ông xã Hà Linh để ngày tháng vô trong cái cây cốc nè, cho mình biết là cái ngày nào mà mình chiết nhánh, rồi cái ngày nào mình cắt. Thì Hà Linh cũng chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị, thì cái cây lá cách của mình cũng dễ chiết lắm, nó mau ra rễ lắm nha cô chú anh chị.
đây thì ông xã Helen đã chiết nhánh rất là nhiều luôn nè. Helen quay cái lá cách cho cô chú anh chị xem. Mình cũng bầu giống y chang vậy, rồi mình quấn dây đồ y chang vậy luôn nha cô chú, y hệt như cây cốc luôn nha cô chú anh chị. Giờ mình phải ráp cái giấy bạc lại nha. Thì Helen cũng chia sẻ rồi, mình ráp cái giấy bạc lại để cho nó che cái ánh nắng mặt trời, rằng ở bên trong có cái độ nóng để rễ nó mau ra, nó giữ ẩm cho cái nhánh của mình nữa nha. Ông xã Helen chiết một cái lá cách này mà 4 nhánh nè cô chú anh chị. Mùa hè mình ăn lá cách với bánh xèo là rất là ngon. Thì đầu mùa lá cây rồi nó cũng chưa có tươi tốt dữ như cô chú anh chị. Cái cây đó thì ông xã Helen bầu được 2 nhánh. Mới bắt đầu vô mùa thôi thì mà đem ra chừng một tuần là cô chú anh chị thấy cái cây của mình khác rồi. Ông xã Helen bầu được 6 nhánh đó. Những cái nhánh này là cái những cái nhánh chanh dây mà ông xã Helen chiết từ cái cây chanh dây của Helen năm rồi. Helen có quay cho cô chú anh chị và các bạn xem đó. Cô chú anh chị thấy không, bữa nay nè chiết nó ra tược rất là nhiều luôn, thấy mê luôn á, nó màu lớn lắm, nó ăn rễ rất là nhanh. Còn cái này là những cái chậu lá cẩm nha cô chú anh chị, lá cẩm mình nấu xôi á thì ông xã Helen cũng chiết ra luôn nè, coi nó bao màu bất hơn dễ sợ luôn, nó rất là tươi tốt luôn nè. Mới có một tuần thôi đó, nếu mà khoảng 3-4 tuần là cô chú anh chị thấy nó ra sum xê luôn á, thấy mê luôn á. Nè, chanh dây nè nó ra tuyệt non nè cô chú anh chị thấy không, rất là đã luôn. Những cái chanh dây á thì Helen có chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn nha, cái cây chanh dây nào mà nó có trái rồi á là mình chiết ra nó rất là nhanh có trái, còn những cái cây nào mà không có trái thì cô chú anh chị đừng có bao giờ mong nó có trái đâu nha. Thì Helen cũng có trồng thử rồi, rất là khó, chanh dây thấy vậy chứ nó cũng hơi khó, là nếu mà cây nào mà có trái là mình chiết ra là có trái liền, còn cây nào mà không có trái là cô chú anh chị cũng đừng có chiết. Với lại thấy nó mình trồng cây chanh dây á lâu năm quá thì mình không thấy nó có trái thôi mình chặt mình bỏ đi nha cô chú, chứ mình cứ trồng hoài là nó không có ra trái đâu cô chú anh chị ơi. Thì Helen cũng có thử mấy cây rồi. Còn cái cây này là cây lê kim mai nha cô chú anh chị và các bạn. Cái cây này là ghép nhánh luôn. Bây giờ ông xã Helen chiết 2 nhánh nè. Đây Helen quay cho cô chú anh chị xem là cái gốc của nó là ghép á nha cô chú, cho nên nó có mau có trái chứ mình trồng hộp rất là lâu.
Đây là cái cây nhãn nè, ông xã Hà Linh đang cũng chiết luôn nha cô chú anh chị. Coi bông của nó nè, rất là mê luôn. Nó cũng đậu trái rất là nhiều nè. Cắt cái da nó bên ngoài luôn cô chú anh chị và các bạn. Mình sẽ bó nó lại luôn. Cái đầu mùa này rồi là trời ấm rồi thì cô chú anh chị chiết cây được rồi nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà ở tiểu bang mà ấm giống như cô Helen đó, thì bữa nay bên ngoài cũng 70 mấy gần 80 độ luôn cô chú anh chị ơi. Nhánh này đang có bông nữa nè chú luôn nè. Chú anh chị thấy bông quá chừng luôn nè, rất là nhiều bông luôn. Xong một nhánh nhãn rồi đó. Đây, trái của nó đậu rất là nhiều. Giờ mình chiết tới cái khế ngọt. Cây khế ngọt nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cây khế này là năm nào trái cũng rất là nhiều luôn á. Vì ông xã là chiết nó bớt. Tại nó quá nhiều nhánh luôn á. Chú anh chị và các bạn ơi, mình đã cắt cái da của nó rồi, bây giờ mình tha cái rooting powder luôn nha. Cái cây khế này ăn là rất là ngọt luôn á, mà trái năm nào cũng rất là nhiều. Cô chú anh chị cũng ráp đất lại luôn. Nó hơi cao, hơi lớn, chiết nó cũng hơi khó chút xíu, tại vì nó quá nhiều tàn á. Cái nhánh lớn thì mình để đất rất là nhiều, nó mới đủ cái sức để nó ra rễ. Đây rồi, xong rồi nha cô chú anh chị. Cái bầu rất là đẹp luôn nè, còn quay luôn nè.
giờ mình sẽ ráp cái bạc lại nha. Hai Lành quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem, cái này là chanh dây. Ông xã Hai Lành cắt xuống những cái nhánh của nó, rồi mình ngâm những cái thuốc kích thích rễ á, trong vòng một ngày, rồi cô chú anh chị vớt ra thì mình sẽ ghim vô đất. Đây thì Hai Lành quay cho cô chú anh chị đã một tuần rồi thì nó rã ra tược rồi nè, rất là dễ thương luôn. Chanh dây cũng rất là dễ chiết nha cô chú anh chị và các bạn. Còn cái này là dây sâm lông láng thì ông xã Hai Lành cũng chiết nay được một tuần luôn. Đây nó đã ra tược non rồi nè, Hai Lành quay nè, những cái tược của nó lên rồi nè, rất là nhanh. Trong vòng một tháng là hai cái loại này nè nó sẽ ra tược xum xê luôn, rồi mình bứng ra những cái chậu đó mình trồng, nó rất là nhanh nha. Đó thì hôm nay Hai Lành quay những cái cây trong vườn của Hai Lành, ông xã Hai Lành chiết cho tất cả cô chú anh chị để biết cái kỹ thuật chiết. Cũng dễ lắm chứ nó không có khó gì mấy. Thì Hai Lành cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Hai Lành chia sẻ. Thì Hai Lành hứa rồi, cái mùa hè năm nay Hai Lành sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ông xã Hai Lành làm gì thì Hai Lành quay cái đó cho cô chú anh chị xem. Nhất là các bạn nào mà mới tập trồng cây đó thì xem cái video của Hai Lành. Nhớ xem clip của Hai Lành thì cô chú anh chị và các bạn thương Hai Lành thì bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh cho Hai Lành nha.